Liverpool khởi đầu như mơ tại ngoại hạng Anh 2024 trên 25. Liverpool giành chọn 3 điểm trong ngày ra quân ngoại hạng Anh 2024 phần 25 sau khi đánh bại tân binh Ipswich Town. Tối ngày 17 tháng 8, giờ Việt Nam, Liverpool có chuyến làm khách trên sân của Ipswich Town, thuộc khuôn khổ vào một ngoại hạng Anh 2024 đến 2025. Với tâm lý thoải mái sau chuỗi trận giao hữu hè ấn tượng, đoàn quân của Anslot nhập cuộc rất tự tin bóng phần lớn được kiểm soát trong chân các cầu thủ áo đỏ. Trong khi đó, tân binh Ipswich Thao chủ động chơi lùi sâu. Dẫu vậy, đội bóng này vẫn có một vài tình huống phản công nguy hiểm. Cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp 1 diễn ra ở phút 31, khi Hutchison thực hiện cú dứt điểm trong tư thế chống trải ở sát vòng 16M50 của Liverpool. Hiệp một khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng đầy ảm đạm. Sau giờ nghỉ, Liverpool đã nhanh chóng tăng tốc nhằm đánh phủ đầu đối thủ chiến thuật của huấn luyện viên Anslot đã phát huy tác dụng khi The Cop liên tiếp có hai bàn thắng vào lưới đội chủ nhà. Phút 60, Salah phá bẫy Việt vị băng xuống rồi kiến tạo dọn cỗ để Jota đệm vào lưới chống mở tỷ số. Chủ sau bàn mở tỷ số 5 phút, Liverpool đã có bàn thắng thứ hai. Lần này Salah đã tự điền tên mình lên bảng tỷ số sau pha kiến tạo thuận lợi của Soboslai. Tỷ số được nâng lên 2, không cho lữ đoàn đỏ. Sau khi vượt lên một cách chóng vánh, Liverpool thoải mái triển khai lối chơi kiểm soát bóng và chủ động đá chậm. Mặt khác, Ipswich Town không tạo được áp lực lên cầu môn của Alisson. Trung cuộc, Liverpool giành chiến thắng với tỷ số 2, không trước Ipswich Town, qua đó giành trọn 3 điểm trong ngày gia quân ngoại hạng Anh 2024-2025.